là đất vải thiều, ai đi cũng nhớ, ai về chẳng quên. Và còn gì tuyệt vời hơn nếu ngày hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu loại đặc sản này vào đúng mùa thu hoạch. Và hãy bắt đầu câu chuyện về món quà mùa hè này với một trò chơi quen thuộc của trẻ thơ. Quay này sao lại làm từ hạt? Đây là hạt gì vậy bé? Hạt vải. Kim Anh chắc là ít về quê chưa biết rồi. Ở quê ấy, thì các bé luôn luôn có một trò chơi rất là hay hồi trẻ con, đó là dùng hạt vải xiên vào làm quay để chơi. Nhìn đây này, quay bằng hạt vải, quay cũng rất là tít, thấy chưa? Wow, vừa được ăn lại còn vừa được chơi từ những con hạt vải rất là đơn giản như thế này. Và trò chơi quay bằng hạt vải ấy, thì mới chỉ là điểm thú vị đầu tiên của vùng đất Thanh Hà thôi. Anh sẽ dẫn Kim Anh đi tìm hiểu tiếp. Dạ, nhất trí. Giờ thì hãy vào thăm những vườn vải bát ngát của Thanh Hà và thưởng thức những quả vải thơm ngon, một món quà mùa hè của thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất này. Rất ngon và mát anh ạ. Anh đã nói với cả Kim Anh rồi mà, về vườn vải vào đúng vụ thu hái ấy, mà ăn ngay trong vườn thì chắc lần sau chỉ muốn về giúp chú mãi thôi. Thôi bây giờ thì em rất là nóng lòng để giúp chú thu hoạch nốt ở chỗ cái khu vườn kia. Vào mùa, dân trồng vải như chú Dĩnh cũng khá vất vả. Có khi còn phải đi hái vải từ đêm mới kịp cho những chuyến xe sớm, chứ không thong thả được như hôm nay. Chú Bảy ơi, sao cây này sai thế nhở? Không biết là khi mà thu hoạch hết thì được khoảng bao nhiêu cân vải từ cây này? Cây này nó được khoảng 7 đến 80 cân. Thế trong vườn chú có bao nhiêu cây ạ? Có 35 cây. Thế thì khi nhẩm tính chắc phải đến vài tấn vải. Nếu mà tính thì nó khoảng từ 3 tấn đến 3 tấn rưỡi. Thế thì mình mất bao lâu thì mới có thể thu hoạch được đến vài tấn vải như thế? Vài tấn vải thế thì thu hoạch trong khoảng độ 12 đến 14 ngày. Nhưng mà Kim Anh này, xem ra mà ở đây giúp chú 12 đến 14 ngày ấy, thì có khi là em say vải mất. Với tính ham ăn của em. Đây để con giúp chú. Chú Dĩnh ơi, vải Thanh Hà chất lượng mà lần nào cũng thu hoạch được như này thì bà con bán được giá lắm nhỉ? Thời kỳ mà vải hoang kim đấy là quả vải là ngang với một viên gạch xây nhà. Thế thì thu được một cây vải có khi xây gần xong được một cái nhà đấy. Thế thì người ta mới gọi là lúc bấy cứ ví là cây vải cây vàng. Thế mà con gái mà có gả chồng cứ chọn nhà nào có nhiều cây vải là gả. Hái vải xong tôi lại giúp chú Dĩnh hái tiếp lá bèo. Nhưng chắc chắn rằng các bạn chưa biết lá bèo hái để làm gì đâu. Thứ vải thiều này thơm ngon có tiếng, nhưng cũng không kém phần đồng đảnh. Để chuyển được đi xa, người dân Thanh Hà phải tìm thứ bèo Tây thân thuộc trong ao nhà. Giờ thì tôi tin trái vải Thanh Hà sẽ luôn tươi ngon khi đến với mọi miền đất nước. Thế nhưng nếu như các bạn có dịp đến thăm Thanh Hà và được thưởng thức ngay tại vườn thì đó là một cảm giác vô cùng khác biệt đấy.